Sóc Hoàng Nhật xin chào tất cả các bác. Lâu lắm rồi hôm nay mới về được một cái chiếc máy rửa bát Panasonic TL9 hàng lướt cực đẹp các bác nhé. Ở đây là một con hàng lướt tình trạng còn đẹp gần như mới. Tất cả hình thức và chất lượng nguyên bản 100%, về bên em chỉ có vệ sinh lau chùi thôi. Con này nó có cái màu trắng các bác. Toàn tổng thể em sẽ quay cho các bác xem nhé. Vâng, được. Rất là nhiều bác hỏi cái dòng TL9 này, nhưng mà thật sự ra thì nó cũng để chọn được những cái con máy TL9 nó đẹp thì cũng rất là khó, vì là cái này nó liên quan đến phần mica này các bạn này. Đấy, phần mica này nhiều con nó về nó rất hay bị xước sát cái phần mica này, mà khi nó xước sát cái phần mica này rồi thì rất khó để xử lý được. Đấy, các bác nhìn tổng thể hình thức con này nhá, tất cả vỏ trắng đẹp nguyên bản hết đấy ạ. TL9 Panasonic TL9 là cái model cuối cùng, mẫu mã cuối cùng của cái đời cái thiết kế kiểu này rồi. Sau đó nó sang cái dòng TH thì nó vuông vuông. Đấy. Cái dòng này theo như em đánh giá nó vẫn là một trong những cái mẫu bán rất chạy, cực chạy luôn, vì là tất cả mọi thứ của nó thiết kế là khá là hoàn hảo. Đấy. Trên nóc các thứ bác nhìn nhé, con này hàng lướt cực đẹp luôn. Hai đầu hồi gần như là không có xước sát gì. Một vết xước rất là nhỏ, sơn là vận chuyển này. Đấy, hai bên rất là đẹp nhé. Để kiếm được những cái con như thế này thực sự ra nó không có nhiều đâu các bạn, gần như cái sức sơn là gần như là không có thôi nhé. Đấy, con này sản xuất năm 2017, Panasonic TL9, con này series của nó máy 0031 các bạn nhé. Đấy, tình trạng gần như là đẹp hoàn hảo. Về cơ bản thì các cái chức năng nó cũng như các đời khác thôi các bạn, không có gì thay đổi đâu. Đấy, thì cải tiến mẫu mã và cái hệ máy ở bên trong này. Hệ máy của dòng TL9 này nó khác rồi các bạn nhé. Tức là nó vẫn về cơ bản như vậy, nhưng mà nó có cải tiến về cái bơm và cái mên mạch đi chút thôi. Đấy. Nội thất thì sạch đẹp như mới các bạn. Các cái giá bát đũa con này gần như là bên đấy họ không dùng mấy đâu ạ. Thế là tất cả tình trạng nó còn gần như là mới hoàn hảo. Đây, hàng lướt đẹp quá nhé. Dòng chỉ mọi thứ. Nói chung là bán cái hàng bãi này nhập thì rất là nhiều, nhưng mà để mà có được hàng đẹp thì lại rất là khó các bạn. Đây, hàng đẹp nhập thì đa số là chọn lựa thì đồng nghĩa với cái việc là nhập lại của các anh em nhập chọn, giá thành nó khá cao. Cái này là có thể đóng mở được không này, để dành cho những cái đĩa dày cẩn thận hơn một chút nữa. Cái nhật nó rất tỉ mỉ, các khay đũa nó gần như mới tinh, như mới tinh các bạn nhé. Các bạn lề tay cửa các bạn nhìn nó tình trạng nó gần như là không có dùng. Tay để bột rửa, dây mê so ở trong rất là sạch sẽ, tay phun. Một cái chiếc máy rất là đẹp các bác nhé, hoàn hảo luôn. Cái chiếc này em bán là 7,2 triệu nhé, bảo hành 1 năm cho các bác. Giá 7,2 triệu bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác nào có nhu cầu lấy con đẹp này các bác alo nhé. Chào các bác.